Hello, chào mọi Đây. người. Ok, hello chào mọi người. Chào mọi người. Chào anh em. Chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog. Thì hôm nay anh em có, tại vì sáng giờ anh em có đi đánh cá mà không được, thì hôm nay anh em có một cái món độc lạ mới của Dân biển Tam dân Thanh. biển Tam Thanh mình nha. Thì là món cá trích mọi người Cá nhé. hai loại. Cá trích và cá này là gọi cá chỉ vàng. Đây, cá chỉ vàng. Thì hôm nay anh em sẽ ăn sashimi cá này, ăn sống luôn mọi người nhé. Thì hôm nay thì anh em chơi lớn một bữa gọi là ăn sống cá Xem này. ai mỗi người ăn được bao nhiêu câu này. Tại vì mình thì cũng cũng chưa ăn được cá này nhiều, chỉ có trong này ăn sống chỉ có Tiên Khánh và anh Lâm là ăn được nhiều là chính. Thì hôm nay mình cũng thể thử thách để xem tụi mình có theo được hai anh Lâm và nhà Tiên Khánh không mọi người nhé. Hết Để cả cá bỏ luôn ra cho anh hôm nay mình thử thách ăn hết xem hết cá clip để xem như kết quả như nhìn thế nào. Dậy cũng hay xui chưa chết. Rồi. Mọi người. Bây giờ thì có nghĩa là Bao nhiêu ăn quá? với mùi tạt mọi người nhé. Thì bây giờ ai ăn cay như thế nào thì sẽ bỏ thêm riêng, pha theo khẩu vị của mỗi người. Mình thì ăn cay vừa thôi, nên mình ăn cay nhiều quá thì nó không nghe còn mùi vị của cá nữa. Có nghĩa là ăn nó đâu thì lạng cái hai cái lường thôi mọi người nhé. Ăn lạng hai cái lường nó ăn nó như thế này nè. Đây nè, không có tiếp tiếp mới đâu, mới đây tiếp mùi tạt mới đâu. Đó, trước mặt em kìa, phải không? Còn má nữa, còn nữa, không? Má. Còn nặng nữa. Chưa cay lắm. Thôi giờ em thử có lịch chỉ đi, có đít thì mình ăn nhiều rồi. Có chỉ vàng. Có chỉ vàng thì mình chưa ăn lần nào. Cho mình thử. Thử đi, cho anh Lâm. Anh Lâm lại đây. Cho anh em đi. Wow. Hình như thiếu cái dĩa chứ, thiếu cái dĩa bỏ lừa rồi. Thôi, không. Trời xuống rồi. Trời luôn. Rung tay luôn á các bạn ơi. Cá này mới vừa bắt lên mọi người nhé. Bao tư, bao ngông. Đù. Mày phải lọn đâu ra. Trời luôn. Không ăn mấy đâu, con lọng đâu đâu ăn mấy miếng to quá. Wow. Các cái phi lê rất chi là đẹp. Đó, cái đó. Đường đó. Lấy cái xương ra nghe. Cái đầu đi, hôm nay mình hãy nông đi. Trời, Tiên Khánh. Đây. Mời mọi người á. Đỏ ao này. Dám không này. Gì hả? Hả? Ăn sao? Chấm chưa đâu. Đây mọi người ạ. Mình là mình chấm chưa đây mọi người. Lần đầu tiên ăn kiểu này mọi người nhé. Thì không biết như thế nào. Lột da. Da, dạ, rất là làm cái lột da đây đâu ơi. Dọn da là. Đâu, ăn tốt cái nghe đi. Nghe ngọng da nè. Anh đi vừa vợ mà sợ dưa dé. Ừ, cũng dễ không? Ăn vô. Được không? Ok không? Không, ngọt. Ngọt thật à? Mềm mềm mềm. Nói chung cái này đừng đá bồ tọt nhiều quá. Tắm nhiều quá là nó hết ngay mùi cá nữa. Để ăn thử miếng ở dưới để thịt nó ngọt thì có hồi mùi rồi. Nếu mùi ăn có hồi rồi thì nó ngọt hơn thì có thịt hồi. Có hồi thì nó mềm hơn. Thịt có hồi thì nó bị bở nhưng mà thịt này nó dai dai hơn một tí. Ngon. Mời anh em. Rồi. Qua. Thì miếng ớt cũng cần. Đó. Đúng mặn mặn dạng ăn thêm miếng này. Ngon quá mọi người. Lạ luôn em đó. Đây rồi, tắm sơ thôi. Còn nó không có rất đẹp. Rồi trích đi. Đường ngon. Đây mọi người nhé, cần cảnh lạng hai cái lường thôi, lấy hai cái lường thôi. Nó nguyên luôn. Cá trích thì để nguyên luôn. Bể riêng đó. Máu không. Gì? Cá này mới vừa lên mọi người ạ. Thì sẽ lạng lấy hai cái lường thôi. Anh em lấy hai cái lường nó như vậy. Đây là lường của cá trích. Vậy nó xương nhiều lắm rồi. Mình bỏ xương. Cường ngọt sạch à. Khá là ngọt. Nó mình có cái vào có bị mình ngon. Làm mấy cái đi, làm mấy cái đi nè. Máu không. Làm phần trên đó. Anh là làm sâu quá nó xương. Này bóng xương nè. Cắt bóng xương đâu. Cá này thì anh em đã làm vẩy sạch rồi mọi người nhé. Thì chỉ có chưa, miệng máu đỏ. Chỉ bạn có miệng máu không? Trời ơi, em đây mới hấp dẫn chứ. Sùng. Đây mọi người, càng cảnh nha mọi người. Không biết bỏ đâu cho hết đây. Dọn vô ốc này trời. Ngon quá. Tiếp tục. Đó nè. Trời. Anh Lâm chấm bồ tạt kia đó. Chấm bồ tạt đấy. Anh là thích anh Lâm ăn bóp đây luôn rồi. Quá. Wow. À, mau ngưng. Còn rau à. Quá wow, nồng. Hình như của em ít bồ tạt quá sao. Sao độ cay nó không đã. Đã. Ăn vô xuống. Có lại không? Cái chỉ vàng có nặng mềm không? Cái chỉ vàng ngon hơn. Cá thịt nó hơi bị cứng.
Nhưng mà ngày tới mình ăn cái này không? Ừ. Chúng ta mà chơi thêm cái này nữa kêu rục rục. Tại nó ít. Ừ, máu không? Đã. Ngọt. Thôi, để mình thử miếng cá trích. Miếng cá trích mọi người nha. Ăn sống không quen này phải cho qua một tí chanh luôn rồi. Ừ. Cho qua một tí chần qua một tí nước cốt chanh. Ngon. Rồi mới dám ăn. Ngon lắm mọi người ạ. Đùi ngon. Nhưng cá trích này thì làm gỏi thì nó ngon lắm mọi người. Do này là anh em mình ăn sống. Không đi nó là cá trích rượu mà anh em mệt quá, không có được nó. Không được. Ai mà bụng yếu thì cũng không nên ăn cái này nhiều. Đây. Mời mọi người nhé. Em mà chưa có bùa được ăn ấy. Nó gọn đó thôi. Ừ, phải có chút dài không? Dài. Còn thịt nó mềm mà ngon. Ngon tính nó thì nó ngon đúng không? Wow. Ừ. Em nó liên tục một đại rồi. Đậu quá, ngon quá. Khá là ok không ạ? Mọi người ơi, cá chỉ vàng. Không ít. Ừ. Thêm ít rau vào. Nhưng mà ở này có chích mình ăn quen miệng nó cũng ngon. Mà em lại thích cái này ngon. Ăn lòng chỉ vàng ngon, chỉ vàng ngon. Nè, chấm này xương. Chấm xương. Mình là mình chấm xương thôi, mới có mùi vị của cá. Em thấy đúng không? Ngon. Đủ một hôi á. Trời, ngon. Mời này. Ngon. Quá hấp dẫn. Do những ngày này mưa bão rồi, ở quê mình đang mưa bão, ảnh hưởng của bão vừa rồi, cơn bão số 5. Thì do là anh em không có đi sinh tồn được nhiều. Mai móc ra đi, móc ra đi được. Chắc ngày mốt thì anh em bắt đầu mai chuẩn bị móc đi. Đây là ở mấy ngày này thì anh em mới chưa ở nhà quay những cái món cũng gọi là hơi độc lạ ở với vùng biển. Ở vùng biển mình thì nó bình thường nhưng mà mình không biết là những vùng miền khác thì có ăn kiểu như vậy hay không. Nhưng mà cái này thì ở quê mình thì bà con ngư dân người ta ăn bình thường mà. Ăn thường xuyên luôn á. Nó có cá tươi, cái này cá tươi mới vừa lên đó, nên là cái món này đối với ngư dân là đặc sản. Một loại còn là đặc sản đấy bình thường. Không biết đặc sản hay không, tôi thấy tôi chảy nước miếng quá. Đó ngon. Ừ. Anh nắm ăn hát nổi nè mà. Bộ tử. Chắc được mà. Còn mấy chị đó, bon này mình dư sức. Wow. Nữa ừ, nó có đầy mừng. Thôi nào miếng cá trích nữa. Mình ăn tiếp một miếng lát cá trích vừa rồi nha. Đây nè. Wow. Chanh gì bữa nay mày ăn chanh thôi em ăn hôm qua nên phải là ăn miếng chanh cho nó tái sơ mọi người lọc nó do đâu cho ăn về quá đừng ăn chanh với ngon nhưng mà chanh vào nó sẽ tái mới thịt lại đừng ăn chanh với ngon rồi mình chấm vào mùi tạt một cái da này cái trích thì không cần lấy da mọi người cái trích thì nó da nó mỏng em mọi người rồi chén sừng gà ấy đi ừ mọi người này ngon quá không ừ khá là ngon ừ ừ rồi gờ không nữa mùi tạt nồng lắm mọi người không nghe có mùi cá sấu thật sự là không nghe mùi cá sấu máu em làm chấm một tập ít là mình nghe mùi cá nhiều hơn mùi tạt nó từ quá ừ. Ngon khá là ngon mình vì cá trích này người ta làm gỏi á, thì người ta sẽ bóp rau và nhiều gia vị nhiều cái nguyên liệu vào thì thành món gỏi nhưng mà cái này là anh em mình ăn sống luôn. Mình món này mình cũng lần đầu tiên mình ăn có anh Lâm với nhà Tiên Khánh là ăn kiểu này như vậy nhiều ngon ngon quá ăn liên tục đó món khoái khẩu của Tiên Khánh đúng không ạ ăn này thì nhức nách ăn đi rồi chạy một vòng nhức nách rồi gì đấy tại sao biết đường nữa chạy với hướng mặt trời mọc quá lại thôi này phải có một xíu rượu rồi. Mà thôi có uống rượu cũng đỡ. Giờ làm một xíu rượu đi. Tại chợ làm xíu rượu. Chỉ đi người ly chứ không để bụng lại. Cái này phải uống xíu rượu mọi người ạ. Không cả. Thì Khánh cho làm xíu rượu. Cho vào thôi. Ái quá. Rót một ly bay cái bon này mình. Bon này uống chung. Đi bay lấy cái này nhỏ rót nó ngon còn. Bon này uống chung được. Thôi, mình làm cái nữa này. Ok mọi người. Chắc là anh em làm một xíu rượu cho nó bao tử nó đỡ chứ là phải ăn cá sống. Ăn cái sống thì mình cũng không dám chắc nó như thế nào. Mình này. Mình uống cái rượu cho nó đàm bột. Nó đàm cái bột lại. Đỡ đau bao tử. Hay là đỡ nhợ gì đó mình cũng không biết nữa. Thấy mọi người ăn đồ sống thì uống rượu. Đó là chắc là anh em làm một chiếc rượu.
Đây, mình sẽ tiếp một miếng cá nữa mọi người nhé. Rộng mở ơi. Đây. Mời mọi người nha. Quá tuyệt. Cơm. Đó. Không muốn mất hạt. Chưa cả lá. Bộ đoạn này, bộ đoạn Nhật á. Wow. Mà anh thích ăn không? Nồng quá dữ, nó không hay mùi vị. Tao nhẹ như vậy bơ. Ừ. Nó cay quá thăng. Ra mùi hôi luôn á. Quay chạy đi. Wow. Bắt chấm chứ được nhưng đỡ. À, rất là. Nó ngon. Cái mà nó mái. Xíu luôn nè. Dạ, quá đắng. Béo đắng quá. Sao lên lắm. Mấy này thì không tái luôn rồi. Mấy này bỏ lại giống tái rồi. Tính luôn. Không. Tính. Mình ăn sống không quen mọi người ạ. Mình phải bỏ chanh chứ còn không bỏ chanh ăn không được. Ăn một miếng nhưng mà nghe nó không ăn được. Phí. Vô chanh làm chứ. Mình phải ăn chanh. Đây như Tiền Khánh này. Chắc à, không quen. Tiền Khánh là gu của Lâm này. Lọc giò này. Ăn luôn giò luôn. Dạ. Không có dễ. Dạ lọc dễ mà anh. Nó chỉ phải lùng khó em đó anh. Lọc dễ mà. Mùa phí không được. Lọc con giò mà phí tại. Nè. Ê, mà anh ơi. Ừ, rất là ngon mọi người. Thì cá chỉ này nó mềm, nó ngọt. Thơm. Đây. Ngay cá, rồi miệng nó ngọt thật à. Cá chỉ vàng mọi người nha. Ngon quá làm. Ừ, ngon quá. Ui, ngon. Mời mọi người nha. Lâu lâu luôn. Ăn lót cái để em tiên ăn hết. Sao mà. Giống luôn, giống luôn. Quên nắm được chưa? Chơi luôn. Còn sợ cái cá chỉ vàng này mọi người à. Ăn ngon kìa. Ăn kiểu này ngon lắm mọi người. Thịt nó rất là mềm. Nó ngọt. Nó ít đỡ xương hơn cá này. Cá này nó có nhưng mà cá này thì nó không có xương, nó lường luôn. Có gặp mọi người chứ để mà cá này với cá hồi thì cá này nó ngon hơn cá hồi nha mọi người nhé. Không, nói chung cũng tùy. Tùy khẩu vị của mỗi người nữa. Mình ở đây thì mình thích cá này hơn. Cái hồi thì nó mềm quá. Mềm, nó ăn nó béo. Ngậm vào nó tan nó miệng. Mà nó béo. Cái hồi nó béo lắm. Nhưng mà cá này ngon hơn cái hồi. Nó ngọt, còn cá này nước biển. Chắc lượng anh. Chắc rồi đó. Ăn luôn. Ăn luôn xương đấy, đẻ xương chập ăn luôn mà. Xương xương nó cháo. Thì xương xương nó canh tiêu quỳ. Ghê, ngon quá. Dùng miếng, nó nên lượng chắc nha. Mình, cái này có trích mọi người nha. Mình phải cũng tái chanh vào chanh cho nó tái tí. Mình thì không thích tái chanh, mình ra nguyên đa nguyên kiện đó. Nó trích trong cà nhìn lỗ, rất da ngon rồi mà. Thích lọc. Rất da mềm hơn. Bà tháo bá được cái gì đụng vô cái gì cũng lọc hết. Còn mình nè, mình cái chấm sơ quá thôi. Đây thôi. Không rau luôn. Thương quá. Tiền Khánh là một cây ăn đồ sống mọi người. Thương quá. Bữa Tiền Khánh thể hiện ăn gậy sống. Đây mọi người. À hôm nào mình ăn gậy sống. Tại vì Tiền Khánh có một cái thử thách là ăn gậy sống. Chưa ăn lần nào á. Gậy đông bò mình ăn cây luôn giỡn kinh. Mình ăn đồ sống nhưng mình chưa ăn gậy sống bao giờ. Có gặp ngâm tương rồi mình chưa ăn nhưng mình kiểu cảm giác nó không ngon bằng đồ sống được. Nó thấm quá. Gậy như làm kiểu thái thì nó bình thường rồi. Cái này là gậy sống luôn chặt ra là Tiền Khánh đỡ luôn. Tiền Khánh nói Tiền Khánh như vậy. Là chưa ăn bao giờ mà thử thôi, coi chắc được. Mà theo khả năng của mình thì mình trong lần tới là sẽ có thể thử thách Tiền Khánh ăn với anh Lâm. Ăn gà. Anh Lâm. Cái gì cũng phải là có anh Lâm vô. Phải thi không có anh Lâm chắc em ăn không được quá. Có cậu Dương là nó chấm nè, nó xấu à. Ngon quá. Lâu lắm ăn cái này. Bình thường này là mình làm tái cho mình nhào. Còn này là mình ăn không. Nó ngon hơn. Thôi, không được. Thôi, ô, nóng. Cũng một cò đấy cho dễ quyết. À,
thường họ ăn này, ăn này là họ bé bút, họ thường béo được. Đúng rồi. Để cho nó chín, nó đỡ đau bụng. Ngon không? Ngay chúng ta em miếng đi. Thôi em hai lát nữa rồi đó. Này ngay cái tay em miếng đi. Để trực tiếp luôn cái cần suy nghĩ. Cộng màu không? Bên đây. Bên này sẵn nè. Nó nói chuyện nó sạc lên giữa những thứ. Tùm mà. Tùm môi pho hả? Tùm em bùi bò. Đậu nó không tầm. Em bùi, chanh chín tái rồi. Được. Mình sẽ lau cái máu đó này, còn nguyên máu này. Tôi bút không dán đoạn này. Cá này. Rồi, mình vẫn đi cũ. Mình cứ quá chơi qua thôi. Thì khách em lộn không kịp cho nó luôn à. Ngon quá mọi người à. Tự nhiên mình ăn có liệt chỉ xong rồi mình giấu nó ngon có đích. Cái chữ vàng. Ừ, cái chữ vàng chứ, ngon. Mình tái cho con ăn cái chữ vàng thôi. Rau chấm bột tọt ăn không? Ừ. Thơm. Đúng rồi, đúng rồi, ăn cải xanh. Cải bại xanh. Không đúng wow, cay. Không uống rượu nữa nữa. Tại miếng con cà. Ngọc. Mọi người có chửi ăn đồ sống uống coca nó sai bài thì mọi người chửi cũng kệ thông cảm. Tại vì uống rượu không trôi nữa. Còn tụi má thanh niên cứ không cần uống rượu để hả? Ăn đi. Rồi đắng mà uống không trôi. Búp. Trời. Thôi một miếng cuối cùng. Mình theo theo đoàn tới rồi. Theo đoàn ông tới rồi. Cứ thật thua chặt túi này. Tối đi dẫn anh em không? Tối đi dẫn anh em đi bồi bổ vậy đó để. Theo đoàn đó rồi. Mình làm một miếng nữa thôi. Bạn tối nay theo đoàn này nhé. Mẹ bữa nay sạch bụng đâu. Nó đi dẫn anh em đi theo đoàn chứ, phọt mà. Gió kỳ. Không nữa không. Ngọt quá. Bắt đầu hành nữa rồi. Bài quả nó quên hành đi. Quay không nhớ rồi. Ê, cái này còn ăn đồ hành nữa, cái chuyện gì nổi. Đây tại em lại không ăn đồ hành. Mà hôm qua em bữa ăn đồ hành đó. Ừ. Thôi. Đâu hai mua. Còn lại. Còn lại 2, 4, 6 con. Nhưng Khánh mình làm sẽ dứt hết. Cố gắng. Đâu hả? Cố gắng. Cố gắng nhé. Ua là xe gì lụm đó nè. Em thử thách em theo thôi mà, chứ em đâu có cá cược gì đâu. Chứ em đâu có ăn được đâu. Tao thưởng chứ, thưởng anh em đi không? Không lắm rồi. Chưa ăn cái này. Lọt hết rồi. Cái hành này mình dứt luôn. Ok. Ok không? Okay. Đem trả này này, nó sạch này. Ok, em làm cho nó sạch cái hành này mình dứt luôn. Ok. Em đoán nó bị gì này, nó bị ướt, nó phải lau khô này nó không. Đưa ra đây. Nhăn vỏ rồi. Đây là luôn. Đâu? Thấy. Còn mua thêm mít nữa đi. Mua cái thu đi. Mua cái thu thôi. Đổi đồ có đi. Cái thu kia là dưa. Này rút cái dưa hả? Thôi em không đi. Sau lúc trời đại anh Lâm mình sẽ tự nguyện làm không nữa. Của anh nó không có đủ vị. Ừ, anh thích. Em thích vậy. Đậm quá em thích. Đậm quá nó ngay mùi, không ngay mùi cá nữa. Lấy luôn cái xương đi rồi. Lấy luôn cái xương rồi như nữa.
đùi kiếm nè. Khá là ngon đấy. Nhưng mà mình đã không theo nổi luôn rồi. Chắc ăn cũng được, tính ra em ăn cũng được 5 con rồi. Còn 2 con cuối cùng thì lặn lùm lung này. Thế đó. 5 con. 10 con, 18, 10 con. Không. Mình chỉ có 5 con. 18, 10 con anh. Ừ. Anh có 3, 8 con là cầu cao rồi đó. Anh chậm ruột. Anh lặn là em ăn không hả? Anh làm tới. Anh cứ 4 con là bắt. Cứ 4 con. Đó phải xuất sắc rồi đó. Bốn con là kỷ lục luôn mọi người. Chứ mình đáng có đào tới tổng cộng bao nhiêu con? Nhưng mà cá này ví dụ như mọi người khi mà mình sắc nhỏ ra xong cái mình làm gỏi luôn á là để có rau rồi thì mình ăn vô tư. Nhưng mà để ăn sống gì không thì không theo nổi luôn. Tức là cái ăn không vô. Cũng vô nhưng mà vô không nhiều. Con này mà hồi ruột rồi. Tùy theo cái đẳng cấp chứ. Hey, rồi, đúng rồi. Hết chưa? Nó bán đẳng bị xương này. Nó có ăn xương sao? Còn một nấy nữa mọi người nhé. Thì anh Lâm và Thiên Khánh sẽ xử lý hết luôn. Wow, đúng nước tặng quần của. Rồi, đang dọn này. Đọc cái nấy ra, cho nó ra. Món gọn màu. Rồi. Bây giờ là cục cho kè với anh Lâm và không, giờ anh Lâm giờ... anh đồ. Không, giờ là tới phút cuối rồi, giờ anh em phải chia thôi. Nếu không có tranh nhau được, đúng không? Này, chia này. Chia đều không đó? Giờ chia đều nè, bóng lóc nè. Nhanh nhanh, bỏ vô chén rồi dò phót cho rồi. Bóng lóc nè. Rồi mày nhở miệng rồi, mày hấp một tí canh. Rồi chưa? Rồi, rộng màu luôn vô chén nè. Quá. Cười mấy lắm. Rồi, anh đâu có máy lốt. 4, 6, anh bãi hồi nãy anh cắt lại em ăn một lát rồi. Ai nhiều hưởng chứ đâu mà. Không phải là sự thiệt anh thôi. Chứ mình ai múc là mình nhường cho anh chứ. Đúng không anh? Đúng. Em tội đó, cái gì em cũng nhường. Rồi sao cái dựa gì cũng nhường cho anh luôn nha. Chắc gì có dựa được mình lo. Rồi. Có hành anh... tay nào? Ừ. Hành tay vô rồi, cứ không chửi đi đâu. Có chuyện mềm. Vậy? Cho anh tiền quanh đầu dưỡng. Tính ra là 1 ký cá luôn á. Ba này mà nào 1 ký cá. Để bị khám này nhầm. Bộ đồ mà còn y luôn, đẹp luôn. Chắc phải làm mới đặt. Con ruột của Tiên Khánh mà Tiên Khánh me bây giờ nè. Đó là hôm nào cho Tiên Khánh và anh Lâm làm cá trích ăn sashimi và gẹ ăn sashimi. Thì bây giờ mình thực hiện được món cá trích thôi. Cá trích nó có thêm mùa mà ạ. Ở biển, ở quê mình thì mùa này thì nó ít lắm. Nhưng mà tầm khoảng tháng 3, tháng 4 vậy anh Lâm nhỉ. Được. Sau Tết đó mọi người, tháng 3, tháng sau hậu. Tết âm lịch đó. Thì cá này rất là nhiều. Năm tốt mà hơn. Tết rồi. Do mùa này thì nó lại rai thôi. Lâu lâu nó mới có. Em đang đen chứ anh đang không đâu bị vậy. Còn bốn mấy nữa. Mình cũng nghe đó, ăn nái đủ vừa. Anh nói ăn hết. Đang được. Không, em nái hết không, hết nái là vừa. Lâu. Chắc bộ mạnh đấy, vừa luôn. Gại rồi không biết ăn bao nhiêu công chứ. Cả em mua vô câu miếng cái nhòn ta ăn được á. Hôm nay nói thật là hai anh em anh Lâm nếu mà nói thật là anh Lâm ăn được khoảng bao nhiêu con em cũng hay xui nè không biết được không ai như vậy là đủ vừa đủ á mà đâu còn ngon à còn ngon là còn ăn được. Thấy lúc này chưa biết cái nào à. Tức là anh Lâm cũng là đồ cứng ăn sashimi đấy chứ được không ạ. Hết rồi là mai mùa.
Thì sau những ngày mưa bão thì trời nắng lại thì anh em sẽ có những chuyến sinh tồn ở khu vực mới. Hôm nay là mấy không? Ừ, đi mới. Cố gắng hôm nay là mấy? Chắc ngày mai mình sẽ quay tập đó, ngày mốt mình đi. Đi Phú Ninh nè. Tùy. Để đi biển đó. Ngon không? Anh Lâm còn, anh Lâm đã nhận rồi. Ngon. Ngon. Mình từ từ đó. Làm cái rượu kìa. Làm cái rượu. Không rượu à? Nước má uống cho nhiều. nước chè. Đấy các bạn muốn bị sót nè. Cái lường nó đau á. Nó bị mấy lần á. Mình nó tay chành rồi mà. Nó, mình mới lửa qua. Lửa qua mới nhấn nhanh đi. Đúng không? Cậu đâu ngọc. Đồ ngọc. Ăn đồ sống, uống coca, uống nước ngọt. Đẳng cấp của những cái rụt tốt này. Mọi người rụt yếu đừng nên làm theo mọi người. Khuyên như vậy. Những ai mà bụng yếu đừng làm theo. Nhớ chạm kiểm bác. Uống nước ngọt là cũng đẳng cấp đó. Đừng làm theo mọi người nha. Nhắc lại một lần nữa là những ai rụt yếu đừng làm theo. Mình quen hả? Anh Tào Tháo chạy tới không kịp. Chạy. Lên đây mình ăn quen hả? Cũng bình thường lắm. Còn một lớp cuối cùng. Anh em đã hết rồi. Có đến cái lớp cuối cùng nó cũng quan trọng đó. Gân dán. Tò. Làm miếng rau nó thôi chứ có gì đó. Lớp mạng tò. Tò. Hà lộn con do đó. Nghe chí. Mày có mà lộn gì đó. Cuối cùng anh làm nó về đất rất hơn. Mình làm hai miếng vô luôn cho về đất cùng lần. Gọn mồi luôn. Gọn mồi lớn. Về đất cùng lần làm chứ. Phải là một người. Hai đẹp đã hết rồi. Khá là siêu. Vô 1, 2, 3. Khá là chức sắc. Gương, nồng. Hết mọi người nha. Anh em đã hết rồi. 1 ký cá. Sashimi 1 ký cá. Gương nó không nồng. Xong chưa, anh chấm nhiều mà. Không mở rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới giờ phút này. Thì anh nồng em quá. Anh em đã ăn hết rồi. Thì đây cũng là một thử thách nhỏ nhỏ cho Thiên Khánh và anh Lâm. Thì mình cũng ráng theo thôi. Chứ thật sự cái này không phải là chuyên môn của mình. Mình thì đủ luôn á. Mới lừa luôn á. Mình ăn nữa giờ. Nhưng mà cái này ngon mọi người ạ. Nó thật là món này cũng rất là ngon. Nếu mà mọi người là tín đồ của đồ sống á, sushi á, thì ăn cái này rất ngon. Không tanh, không một cái tanh, một cái gì hết. Với nó tươi, cá tự nhiên nó không nuôi cá đồ tươi, cá mình ăn sống như vậy rất là ngon. So với ở tiệm ở quán làm thì độ tươi ở biển mới vừa đánh lên thì mọi người biết rồi, cá tươi ăn rất là ngon. Thì một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giờ phút này. Thì nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn, thì mọi người cho anh em xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để ủng hộ động lực cho anh em team ra những video tiếp theo nhé. Thì một lần nữa xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh em nha.